Tại thời điểm hiện tại thì mình biết là các bạn học sinh cũng đã chọn xong trường đại học cho mình rồi và việc mà các bạn cần làm bây giờ là cố gắng thật tốt cho kỳ thi để có thể vào được ngôi trường mà các bạn mong muốn. Hoặc là không, nhân dịp thi đại học của các bạn 2K3 và tất cả các bạn học sinh lớp 12 sau này thì mình rất là hân hạnh vinh dự được đứng ở đây để xếp hạng những trường đại học mà các bạn đang chọn hướng tới và theo học sau này. Cách xếp hạng thì cũng rất là đơn giản thôi, từ S là cao nhất cho đến F là thấp nhất. Và đây sẽ là cái bảng xếp hạng được phát triển dựa trên những kinh nghiệm và những đóng góp ý kiến từ những người bạn đang học tại các ngôi trường đó chia sẻ lại cho mình và mình cũng chỉ là cái công cụ để truyền tải lại cho các bạn mà thôi nên nếu video này còn thiếu những đặc sản nào đó ở trường của các bạn thì hãy comment ở phía bên dưới để cho mọi người cùng biết nhé được rồi chúng ta sẽ cùng khởi đầu thật mạnh với trường đại học bách khoa mở đầu bằng cái tên này là chúng ta đã có thể thấy được bóng dáng của các kỹ sư trẻ đúng không những CEO và những doanh nghiệp thành đạt xuất phát từ cái trường bách khoa khuôn viên trường thì siêu rộng này có thư viện siêu to khổng lồ tạo quang bửu này hồ tiền này máy bán hàng tự động này gái xinh này Ờ, uh, thực ra thì trường đại học nào mà chẳng có gái sinh đúng không? Với tất cả những sự tuyệt vời trên thì trường Bách Khoa xứng đáng xếp ở hạng D. Ờ, uh, tại sao lại là D á? thì thứ nhất việc qua môn ở trường bách khoa cực kỳ khó nếu như xếp việc thi vào trường bách khoa là khó thì cái việc qua môn ở trường bách khoa nó nằm ở cái tầm thế giới của mẹ nó luôn tất cả các học sinh ở trường bách khoa thì đều có một cái nỗi sợ hãi to vãi cả quạt cho cái điều này và có vẻ như là các trường khác thì sẽ không phải học môn lý nhưng mà riêng sinh viên trường bách khoa sẽ phải học lý ngôi trường thì khá là ít sinh viên nữ và đây sẽ là một cái điểm trừ rất to đối với các bạn sinh viên nam ngoài kia và đặc biệt là tôi có rất là nhiều môn kinh dị sẽ làm cho các bạn trao đảo và đứng không vững luôn nhưng mà không sao, đừng lo vì sẽ có những khu nhà cho các bạn ôn tập để thi lại như là khu D3 này. Bật bí cho các bạn biết thì sinh viên trường Bách Khoa trái muốn vào khu D3 cả. Ờ, thật ra thì cái gì mà chả có cái giá của nó đúng không? Các bạn có muốn trở thành Nguyễn Tử Quản tương lai không? Muốn thì chăm học qua đi có gì nữa Nên là thế thôi, không lòng vòng nhé. Ok, tiếp theo, trường Kinh tế Quốc dân. Rồi, lại là một cái nôi tuyệt vời của rất nhiều chính trị gia. Và chắc chắn rồi, sẽ không phải là bạn có mấy thứ khá là hay ở trường nêu như tòa nhà thế kỷ cây kim tiền hay là rất là nhiều góc check in luôn cho các bạn check in nhiều cơ hội thực tập hay là rất nhiều các câu lạc bộ và những sự kiện cho các bạn tham gia thì sẽ không bao giờ thiếu luôn nhé chất lượng cơ sở vật chất thì rất là tốt lại còn gần trung tâm nữa với rất nhiều điểm tốt như vậy thì ngôi trường này xứng đáng xếp ở hạng b sở dĩ mình xếp hạng nó ở b bởi vì trường có khá là nhiều thang máy và việc có nhiều thang máy thì nó sẽ tỷ lệ thuận với việc bạn đi học muộn ờ tại sao lại như vậy á thì đây Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Theo như mình biết thì trường sẽ được chia ra làm hai khu vực, trường cũ và trường mới. Ở trường mới thì tất nhiên rồi, sẽ có điều hòa 24 trên 7 và quạt cây đứng ở bốn góc tường nên là sinh viên sẽ không bao giờ lo bị nóng luôn. Tuy nhiên, tuy nhiên, tuy nhiên, nếu bạn phải học ở trường cũ thì tất nhiên rồi, sẽ có những phòng học mất đi luôn bóng dáng của điều hòa. Và nếu bạn may mắn học ở đó thì xin chúc mừng, Nóng thấy mẹ luôn Học phí của trường nêu thì cũng cao vãi cả đạn Thằng bạn mình bảo thế nhưng mà mình cũng chưa học ở đây nên mình cũng không chắc nữa Nhưng bù lại thì các bạn có trường siêu xịn rồi nên là nhá. Yeah. Chúng ta sẽ đến với ngôi trường tiếp theo Học viện báo chí và tuyên truyền Rồi, ngôi trường của rất nhiều MC nổi tiếng Quân viên trường thì cổ kính này, bãi đỗ xe thông minh này Và nó thông minh đến cái mức có thể triệu hồi ra rất nhiều Superman với khả năng Hạch mũ bảo hiểm của bạn oh, yeah. Trường thì có hai cổng nhưng sẽ không ai để ý đến cổng ở Nguyễn Phong Sắc cả Chúng ta hãy cùng nói đến cổng vào ở đường Xuân Thủy Và chiếc cổng này được mệnh danh là hồ chuôn tiền của những chiếc ví C cho chốt xuân thủy Bước tiếp 15 bước chân sang phía bên trái thì chúng ta sẽ có một ngôi trường rất là tuyệt vời khi đã sản sinh ra những người thầy, người cô và những người giảng dạy phát triển cho biết bao nhiêu thế hệ trẻ Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu đó là trường sư phạm thế mà chúng nó bây giờ đi thi chỉ toàn chia sẻ thần thìa thần muỗng với cả thần xoài cốc ổ gì đấy không một điểm cộng khá là lớn cho trường đại học sư phạm là nếu như các bạn học chuyên ngành sư phạm ở trường thì các bạn sẽ được miễn phí hoàn toàn 100% tiền học phí và ngoài ra thì trong trường thì còn có rất là nhiều nơi tụ tập của những bạn sinh viên những cặp đôi yêu nhau như là chùa cầu duyên này con đường tình yêu này Thực ra thì đây là con đường phát cơm chó thì đúng hơn Và đặc biệt siêu siêu nhiều gái xinh luôn S cho trường sư phạm Và ngoài ra thì còn có một số trường đào tạo ra những con người cống hiến cho đất nước Giúp đỡ cho xã hội như là đại học Y hay là học viện quân Y Âu tư lên S nhá trong tất cả ngôi trường này thì mình đã quên mất một ngôi trường quan trọng Một ngôi trường để cai trị mọi ngôi trường Một ngôi trường vượt xa tất cả những ngôi trường khác Vì nó sẽ đi theo chúng ta mãi mãi và trường tồn với thời gian Triple S cho trường đời Trường Remit, ờ, có ai quan tâm đến Remit không? ờ để ai quan tâm nó cả vì chúng ta đều là những con đĩ nghèo khổ d cho đĩ nghèo khổ fpt fpt thì sao hạng z cho xa vãi cả nổi ờ như các bạn thấy đây thì đội minh mẫn của mình cũng đang đi xuống theo thời lượng của video vậy nên có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây vì thời lượng của kênh có hạn nên mình chỉ có thể xếp hạng một số trường đại học ở hà nội trước nên nếu content này được nhiều người chú ý thì mình sẽ làm thêm một số trường đại học ở các nơi khác để có thể phổ cập cái kiến thức nửa mùa này đến cho các bạn nhiều hơn. Nên là nhớ like và sub kênh youtube của mình nhé. Lưu ý rằng cái bảng xếp hạng này sẽ không đề cập đến chất lượng giảng dạy, vậy nên mọi bất đồng quan điểm hay là phản biện thì hãy comment ở phía bên dưới. Để cho vui thôi chứ tôi không rep lại đâu. Thế nhá, bye bye.